mình là Yến và hôm nay nhân ngày 20 tháng 10 thì mình có một clip vui vui gì cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ gọi điện cho một vài người bạn thân của mình và chúc mừng ngày 20 tháng 10. Các bạn chờ xem phản ứng của họ như thế nào nhá. Bắt đầu thôi. Chắc là đang ngủ trưa. Con lợn này. Không nghe rồi. Thật là buồn. Chúng ta sẽ sang người tiếp theo. Xin chào quý khách, tổng đài Viettel sẽ gọi cho quý khách. Quý khách có nghe rõ không ạ? Dạ có. Chúng tôi nhận được một lời yêu cầu từ một bạn giấu tên gửi cho quý khách. Một lời chúc 20 tháng 10 luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, cảm ơn ạ. Chúc quý khách buổi trưa vui vẻ. Dạ vâng, đang ngủ. Chào bạn. What the fuck? Trời ơi, tại sao nó không lưu cả số mình luôn? Bạn thân mà như thế à? Linh nhá, cảnh cáo mày, lưu số tao ngay vào sau khi xem clip này. Phải lưu số tao vào nhá. Ôi, quả này là đáng trách này. Một đứa thì không nghe điện thoại này, một đứa thì không lưu số mình vào. Cuộc đời này. Alo anh ạ. Alo, có phải trung đội trưởng trung đội 31 không nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Cô gọi từ trên trung tâm huấn luyện. Cô có thể hỏi em một chút được không? Vâng ạ, cô hỏi ạ. Hôm nay thì em có đi chơi với người yêu không? Dạ em không ạ. Vậy thì em có thể lên trung tâm cô với em nói chuyện được không nhỉ? Tại vì em đang vì gia đình ạ. À thế à? Vâng. Vậy thì thôi nhá, ngày 20 tháng 10 thì cô chúc em luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc bên người mình yêu nhá. Vâng, em cũng chúc cô như thế ạ. À không, cô có chồng chưa ạ? Cô mặc dù là gần 40 rồi nhưng cô chưa có. À thế em chúc cô luôn xinh đẹp, thành công trong cuộc sống ạ. Rồi, cảm ơn em nhá. Vâng ạ. Cô trung đội trưởng trung đội 32 nè. Mày lên. Ôi mẹ đi, béo là chuyện với mày nữa. Thôi ok. Mẹ con thì lê, tao hết rồi mày, thì tao vô là gặp mình sức nữa. Hai chúng mày hết. Chiều lan vui vãi. Nhưng mà nếu thử nếu chuyện mày nữa thì con đi Yến. Cút. Đồ bạn mất dạy. Vui lắm ạ. Vui tất mày ạ. Không cười nữa, tắt máy nó tốn tiền. Tao tốn, mày tốn à? Nó lại lo cho mày đấy. Ừ rồi, tắt đây. Nó lại bạn, bố mất dạy nữa. Tôi không thể tin nổi. Quá là đẳng cấp. Mình cảm thấy mình quá là đẳng cấp. Alo. Alo. Ai đấy ạ? Cái gì, mày không nhận ra tao à? Ai đấy? Phải Quỳnh không? Vâng. Phạm Thị Quỳnh. Ừ. Thế mày nhận ra tao chưa? Ai đấy? Ôi tao buồn quá Quỳnh ơi. Gì? Thế mày nhận ra tao chưa? Chưa. Không lưu được số. Sao không lưu được? Ai? Nhưng mà ai? Yến. Yến. Này Yến nào nhá, đừng hỏi Yến nào nhá. Yến đi. Ừ rồi ok. Nhưng ngày 20 tháng 10 thì chúc Quỳnh hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, dẻo dai như mèo và sức khỏe như heo. Chó mày xài 2 sim.
Sao bố mày đang chúc mày mà mày chửi tao? Ừ rồi, gì nữa không? Không. Đang ngủ tủ mày. Đang cứ thừa công việc gì quan trọng. Sợ vậy? Ok. Làm gì đấy? Đang chúc mày mà mày chửi tao một thôi một hồi như thế à? Đang ở đâu á? Đang ở phòng, rảnh quá à. Đi gọi điện chúc mừng 20 tháng 10. Thưa tiền à? Có cảm động không? Cảm động ạ. Ừ, chúc lại đi. Chúc bạn mong cao. Ôi nha. Ừ. Tiếp về. Ừ, ngủ ngon. Ừ, hôm nay 20 tháng 10 thì chúc Trang luôn xinh đẹp, vui vẻ. Ôi giời. Luôn tươi cười, nụ cười rất là duyên dáng và sống với người yêu nhá. Rồi, chú Yến như vậy. Gì? Như vậy á? Hoặc là, ừ, ừ như vậy. Chúc ngắn gọn quá, tiết kiệm lời quá mẹ ơi, dân truyền thông, chán. Mẹ sốc quá, tự nhiên là ai gọi không biết. Lúc đấy. Đi làm về. À, vẫn đi làm à? Ừ. Ừ thôi nghỉ ngơi ăn trưa nhá. Ừ ai cảm ơn nhá. Ừ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng bấm phím 1 đăng ký dịch vụ và để lại lời nhắn thoại. Phí đăng ký 0 đồng. Cuộc gọi được tính theo cước thoại thông thường. Không nghe thì thôi, không có cước gọi gì hết nhá. Thuê bao quý khách vừa gọi. Alo. Bạn sao ấy? Sao lúc nãy làm gì đấy? Con ăn cơm. Ờ, gọi cho mày thật là khó. Ừ, bật gì? Nhân ngày 20 tháng 10, mình gửi lời chúc. Nào, nói đi. Nhân ngày 20 tháng 10 thì chúc Hoàng Anh bớt béo. À không, mặt bớt béo thôi, còn người thì béo hơn. Rồi, gì nữa? Luôn tươi cười, hạnh phúc. Gì nữa? Thế thôi, còn gì nữa đâu? À đâu, học giỏi nữa. Đúng rồi, học bổng nữa. Thích nhất cái học bổng. Ừ, không yêu thì sẽ được học bổng như mình nè. Cầm bóng. Tại Linh kia. Không, Linh hôm nay không sang. Sao? Nó có việc bận rồi. Ừ, tao có quà cho mày đấy, nhưng mà mày lại không sang lấy. Đâu? Tao có quà ở đây này. Về, lên ừ sang mà lấy chứ tao không mang sang đâu. Rồi nhá. Ừ quà hơi bị ý nghĩa luôn đấy. Mày sẽ rồi. Xúc động. Mày sẽ xúc động khi thấy món quà đấy cho mình xem. Tao đoán được rồi. Cái gì? Đoán được cái gì? Tao đoán được rồi. Đoán đi. Nói đi. Béo. Suy. Ờ. Thấy á. Ờ. Chị ghê. Alo. Ơi. Ui dồi ôi, đang đâu đây? Tập gì cơ? Có đang ở Hà Nội không? Có à. Có à, hôm nay là ngày gì ấy nhở? Hôm nay ngày gì? Hôm nay 20 tháng 10. 20 tháng 10 có sự kiện gì không? Có mà, có đau rồi. Đau, có đau thì nhiều sự kiện á. Cái đau trở lại em tôi về. Đang định mời đi ăn. Có nhiều, có kèo rồi. Ừ, thôi được rồi. Nghe, nghe tao chúc đây này. Thôi chúc là gì, con ngáo nữa này. Im để bố mày chúc. Không phải chúc đâu, mình phải ngáo nữa. Tao chưa đợi trả lời cơm, tao đang ăn mì đây này. Tại vì tao nhiều việc quá, tao đang chuyển gen 6 câu lạc bộ. Ừ, con người của công việc bận quá nhỉ. Nhưng ngày 20 tháng 10 thì mình chúc Minh Anh bớt bận rồi. Minh Anh đi đâu mày? Nghe sẽ sướng mà là. Ờ, thôi, lựa đi. Ờ, ok, tao đi ăn mì, tiếp đang ăn mì. Ờ. Bye bye nha. Tôi không lo đâu, có nhiều anh sẽ rủ mày đi nhá. Chờ đấy. Chờ cái gì hot thì hot như vậy. Xì. Cút. Sao để mình cười ấy.
Alo. Đang làm gì đây? Hả? Đang bận không? Có. Chưa có được nghỉ à? Ừ. Sắp nghỉ chưa? Sao? Thì nhân ngày 20 tháng 10 thì chúc mừng anh luôn xinh đẹp. Cố gắng kỳ tối giành học bổng nhá. Giành học bổng xong rồi sao mình cậu. Mình vẫn chờ. Chúc cậu luôn xinh đẹp, học giỏi, kỳ cuối giành học bổng. Cái gì? Cuối kỳ giành học bổng. Sorry. Câu cuối là gì? Tiếp tục giành học bổng. Thế thì à? Tiếp tục giành học bổng. Thế không còn chúc cái gì khác à? Xinh đẹp, hạnh phúc, be my friend forever. Ok. Ok, thế làm đó thì anh đi điện thoại lần sau nhé. Bye. Và tiện đây nhân ngày 20 tháng 10 thì Yến sẽ gửi lời chúc đến tất cả các bà, các mẹ, các cô, các thím, các dì, các mợ và tất cả các bạn nữ xem video này. Lời chúc 20 tháng 10 cũng như là luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống.